Mến chào mà cô chú, các anh chị và các bạn gần xa. Hôm nay Trúc chia sẻ với cả nhà một món ăn vô cùng đặc biệt, đó chính là món bánh căng. Bánh căng là một món ăn có nguồn gốc của người Chăm, và dần dần thì món bánh này được du nhập vào Việt Nam. Cách chế biến, hương vị cũng được Việt hóa để hợp với khẩu vị của người dân. Bánh căng trở thành một món ăn quen thuộc của các địa phương vùng Nam Trung Bộ như là Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. Sau đó thì bánh căng lấn sân lên tận cao nguyên Lâm Đồng. Bánh căng làm say lòng cả người dân ở địa phương và du khách. Đây là món bánh vừa ngon vừa lành mà bạn có thể thưởng thức vào bất kỳ lúc nào khi đi du lịch tại Đà Lạt. Thoạt nhìn thì nhiều người sẽ dễ nhầm lẫn giữa bánh căng của Đà Lạt với bánh khọt của người miền Trung và Nam Bộ, bởi lẽ chiếc bánh cũng tròn tròn và đều được làm từ bột gạo như nhau. Tuy nhiên, bánh khọt thì có màu vàng đậm hơn, do trước khi người ta đổ bánh, người ta sẽ thường thêm một chút bột nghệ vào bột gạo. Bánh khọt được đúc bằng cách là mình tráng một lớp dầu vào trong khuôn, rồi mình chiên bánh lên. Nhân bánh thì gồm có tôm, thịt, hải sản, đậu xanh. Còn bánh căng thì cũng được làm từ bột gạo, nhưng chỉ có màu trắng ngả vàng nhẹ. Bánh được nướng trong khuôn, hoàn toàn không chiên qua dầu. Nhờ vậy mà vị bánh căng của xứ cao nguyên béo nhẹ và thơm, ăn không hề bị ngấy. Nhân bánh truyền thống thường có là trứng, tôm, thịt. Tuy nhiên ngày nay thì bánh căng cũng được biến tấu và bonus thêm nhiều topping phong phú hơn như có hàu, có mực, v.v. Hôm nay thì mình kêu hai phần bánh căng như thế này, gồm có bánh căng nhân trứng và hải sản. Và cảm nhận của mình thì bánh căng rất là ngon. Và đặc biệt phần nước chấm ở đây sẽ có hai loại, đó là nước chấm chua ngọt và nước chấm đậu phộng. Đặc biệt ở chỗ nước chấm đậu phộng nó vô cùng thơm ngon béo và nó tròn vị lắm. Hải sản thì vô cùng ngọt thịt nè, nó tươi ngon nè. Tôm thì vỏ rất là mềm, không hề bị cứng, ăn rất là ngon. Còn bánh căng trứng thì nó rất là thơm nè, nó không hề bị khô và không bị tanh nữa nha. Nói chung ai là tín đồ của bánh căng mà lâu rồi mình không có đi Đà Lạt á, thì bây giờ tại trung tâm thành phố Cần Thơ mình có thể khám phá món ẩm thực thú vị này tại địa chỉ 45 Trần Bình Trọng, Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Cả nhà có thể tham khảo thêm ở phần menu nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.